Mình xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay nhà rảnh rỗi các bạn là một cái video hướng dẫn cho các bạn là một cái lưỡi cô lương để cho các bạn là một cái lưỡi cô lương đi câu nha. Thì ở đây có cái lưỡi mình cũng đã vuốt sẵn rồi các bạn à. Mình vuốt sẵn cái lưỡi rồi cho nó nhọn rồi. Bây giờ là mình chỉ có việc là mình tiến hành mình bẻ và mình làm dây câu thôi. Thì là cái cộng đoạn giũa thì nó sẽ mất thời gian nha các bạn nha, nên là mình không có quay cái cộng đoạn mình giũa cho nó nhọn. Cái cộng đoạn giũa nó sẽ mất thời gian lắm, mình sẽ giũa sẵn là mình làm cho các bạn xem thôi. Dụng cụ thì cũng đơn giản thôi, có cái kìm, dụng cụ là cái kìm các bạn à, cái búa đây là mình đóng sẵn cái đinh này các bạn à, để mình dễ bẻ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình bẻ lưỡi nghe các bạn nha. Rồi công đoạn bẻ lưỡi thì cũng đơn giản thôi các bạn à. Đây mình sẽ bẻ cho các bạn xem nha. Ở đây mình làm cái cử đây là để mình bẻ cho nó dễ dàng này các bạn nè, nó khó bị tuột. Từ là mình bẻ cái kìm thì nó cũng hơi khó nha, bẻ cái kìm nó dễ bị tuột lắm. Mình bẻ cái đây cho nó cao rồi mình dùng cái kìm mình chỉnh sửa lại thôi. Đây nó cũng đã cao như vậy rồi nè, cho nó cầm nhiều xí nữa nha. Cầm một xí nữa là mình dùng cái kìm mình bẻ, mình chỉnh là sơ sơ là nó được thôi. Ở đây là cái lưỡi, đây là cái lưỡi câu câu cá hố các bạn à, lưỡi câu biển đó. Mình chất liệu của nó rất là cứng, rất là dẻo. Mình bẻ thì nó khó nha các bạn nha. Khi mình bẻ thì nó rất là khó. Đây, nó cầm cái vậy là mình sửa được rồi nè. Nhưng mà mình câu con lương thì nó lương thì nó không cách nào nó ngót nổi luôn các bạn. Lương thì không cách nào ngót nổi cái lưỡi này á. Bồ phì bồ cứng luôn cho các bạn đó nha. Lưỡi rất là cứng nha các bạn nha. Cứng kinh luôn đó. Các bạn lưu ý mình bẻ cái lưỡi nha, mình đừng có để cho nó cầm vô quá nha các bạn nha. Đó, phải có cái độ hơi ngót ngót ra ngoài một xíu nè, để cái con lương nó ngậm vô là nó dễ dính, chứ nó cầm quá là nó khó dính. Mình thì mình dùng hơi cách bẻ, một cách chữ V, một cách cách chữ U. Đây cỡ như vậy là ok rồi các bạn ạ. Cỡ như vậy là lương rồi, ok rồi. Đây bẻ lưỡi cũng rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Đơn giản thôi, cũng không có gì khó khăn hết mà. Đơn giản thôi. Rồi xong rồi, bây giờ mình tiếp tục mình làm một cái dây câu nha. Ở đây dây câu mình dùng bằng cái dây cước các bạn ạ. Đây mình dùng mềm cái dây cước, cước đây là cước cước câu cá này, cước bốn cá. Cước đây tải của nó là 18 kg, tải 18 kg, 40 mm, gọi là 4 chấm này, 400 nam này, cước này 400 nam nghe các bạn nha. Rồi mình dùng cái đây để mình làm dây câu, mình làm dây cho nó nghe. Sau khi mình lấy được cái đây mình làm 4 sợi nha các bạn nha. 4 sợi. Đây, 4 sợi mình nhập vô thành một nha. 4 sợi mình nhập vô thành một rồi mình thét lại thôi. Các bạn thét y như là mình thét lưới câu cá thôi. Nha. Mình sẽ thét cho các bạn. Rồi mình thét y như thét lưới câu cá thôi, bình thường thôi.
Sau khi mình thác xong rồi thì mình sẽ đi mình sẽ đánh dây luôn cho các bạn xem. Cái đánh dây cũng rất là đơn giản nha các bạn nha, đơn giản lắm. Hồi xưa mình không có dùng cái loại dây đây các bạn à, mình không có dùng loại dây cước, mình dùng một cái loại dây cũng dây cước mà dây lớn. Cái dây lớn lắm các bạn à. Để mình dùng một dây thôi. Dây cước ở như dây cước đòn nam mà đó nha. To mình dùng có một dây thôi. Nhưng mà dùng một dây đó thì nó cứng. Cái dây nó cứng mình khi mình vê vào một cái hon, mình vê vào cái hon lươn thì nó cứng quá, nó cũng khó. Nên sau này mình cũng học hỏi kinh nghiệm từ các anh em làm dây câu lươn đó. Mình cũng cũng làm riêng cho mình được một cái dây câu lươn. Đây, sau khi là mình đã thác xong rồi, bây giờ mình sẽ đánh dây câu cho các bạn xem nha. Các bạn thấy bốn dây không? Bốn dây nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đánh dây câu cho các bạn nha. Rồi, sau khi mình cột dây nha các bạn nha. Mình neo cái lưỡi nó. Mình neo cái lưỡi nó cố định nó nằm đây này nè các bạn nè. Rồi, hay dưới đây là mình có neo dây này. Đây, ở dưới đây là mình neo hơi cái viên gạch nha các bạn nha. Đây là hai dây này. Nó hai dây cước này, hai dây mình neo thành một. Bên này hai dây mình neo thành một. Rồi mình cột cái viên gạch này nha các bạn nha. Để mình làm dây nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đánh cái dây lại thành một nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đánh dây lại nha các bạn nha. Các bạn để ý nha. Đây mình xoay là theo một hướng nha, theo kim đồng hồ nha các bạn nha. Đây. Rồi mình xoay mình để nó chạy, bên này mình cũng xoay vậy. Mình để nó chạy khi nào mà hơi cái dây nó sáng nó lại thành một á. Rồi mình tiếp tục mình đánh lại nữa nha các bạn nha. Đây thì mình cứ xoay lên. Đây, xoay cho nó sáng lại thôi. Xoay nó cũng nhanh thôi các bạn ạ. Thì theo mình làm dây dài dây ngắn thôi. Mà trung bình mình làm dây cỡ từng mét rưỡi á. Thì nó sáng là cỡ tầm mét mấy, mét mét hai, mét ba được. Lưu ý là mình quay thành một hướng nha, để kêu mình mùa nha các bạn nha. Các bạn lưu ý là hơi cái dây mình là mình để cho nó căng nha, hơi cái bên cạnh này mình để cho nó căng bằng với nhau nha. Nó đi với nhau để sau này lúc mà mình đánh hơi cái dây lại thành một á thì nó đi với dây hơn, dễ làm hơn. Mình kiểm tra mình coi cái dây nó sáng đều chưa nha. Và thông thường là một khi mà nó sáng nó cố định nó đều rồi là cái lượng chạy của cái này nó chậm lại thôi, nó không có chạy nhiều nữa. À, đây nó cũng chạy. Dây cước này thì cũng khó mà đứt lắm các bạn ạ, cũng không thể đứt được. Rồi. Khi mà hơi cái đây nó dừng lại rồi nha, mình không xoay nữa là mình nhập nó thành một nha các bạn nha. Mình nhập hơi cái dây thành một nha, rồi mình cột nó lại. Mình cột hơi cái gạch chung lại thành một nha. Cậu là để cho nó bây giờ mình sẽ làm cho hai cái dây đây nó sáng lại thành một dây lớn này. Rồi khi mình cộng xong thì các bạn nghe, các bạn lưu ý nghe, mình cộng xong là mình không có xoay nữa mà mình thả là tự nhiên nghe các bạn nghe.
tay mình thở tự nhiên cho nó xoay. Bây giờ là bắt đầu nó xoay ngược lại, cái kim đồng hồ này nó xoay ngược chiều lại. Rồi mình để cho nó xoay ngược, nó xoay khi nào mà nó không xoay nữa, nó đứng lại là mình sẽ cột lại nha. Rồi hồi đó là mình đã hoàn thành xong một cái dây rồi các bạn ạ. Đây là nó chạy là cũng tương đối sáng rồi các bạn ạ. Tương đối nó thế là nó chạy thêm xíu nữa là bắt đầu nó dừng lại nha. Dừng lại là mình sẽ cầu qua lại các bạn ạ. Rồi, bây giờ nó đã dừng lại nghe các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cầu qua lại nha. Rồi sau khi nó dừng lại là mình sẽ cột lại nha các bạn nha. Mình cột lại cho mình giữ, mình cột lại đừng cho nó trở lại. Rồi sau khi mình cột lại thì mình sẽ khép cái đoạn kiểu mình bỏ đi các bạn ạ. Đây các bạn xem này, ra một cái dây câu này, rồi ra thành một cái dây câu rồi, các bạn thấy không? Làm dây câu cũng rất là đơn giản thôi, cũng không phức tạp đâu. Đây, cái dây đây chắc cũng cỡ 1m2 nha các bạn nha. Đây, dây câu, lưỡi câu, rồi lưỡi câu đây mình làm mới nãy đây, rồi đây cái dây câu. Rồi khi mình câu là mình vê cái đây này, mình cho nó vô màu, mình vê nó dễ hơn cái dây mà một dây lớn nha các bạn nghe. Dây lớn thì nó hơi khó, cái đầu đây là mình cột lại nha các bạn nghe. Rồi xong, đây là nó ra một cái video, ra một cái dây câu nha các bạn nghe. Rồi dây câu lương rất là đơn giản nha tôi. Cái đây mình dùng lửa mình thui lại cho nó gọn nha các bạn nghe. Rồi, mình tui lại cho nó gọn lại thôi. Rồi cũng đã xong rồi nha các bạn nha. Đã hoàn thành một cái dây câu. Rồi mình cũng xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chúc các bạn làm một cái dây câu thành công nha. Rồi xin chào và hẹn các bạn ở các video lần sau nha. Rồi xin chào các bạn.